Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho quý nhà một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Phan Văn Trị cũng như ngay ngã ba Phan Văn Trị Thống Nhất thuộc phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến cho quý nhà. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m1 và chiều sâu căn nhà lên đến 17m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt và 4 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì khu vực ở dưới trệt thì mình sẽ có gara để xe hơi và phòng khách ở phía sau căn nhà. Và khu vực lầu 1 thì mình sẽ có một cái phòng khách chính ở phía trước và phía sau là không gian phòng bếp. Hai lầu thì mình sẽ có 4 phòng ngủ cũng như 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và thân tượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, rất là đẹp. Phía bên ngoài mình có những cái mảng chỉ cũng như lan can được làm bằng sắt uốn hoa văn và sơn nhũ đồng, rất là đẹp. Cũng như một căn nhà nằm trên một cái vị trí cực kỳ là đẹp, một con đường thông, mình có thể vừa mua để ở, mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh với tất cả các loại ngành nghề. Và đây là con đường ở phía trước của căn nhà. Và căn nhà mình thì nằm rất là gần với lại đường trục chính cũng như đường thông từ trục đường Phan Văn Trị sang trục đường Nguyễn Văn Lượng thuộc phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, một cái phường điểm của thành phố. Một con đường thông có vỉa hè vừa ở vừa kinh doanh buôn bán với tất cả các loại ngành nghề, với một căn nhà nằm tại một cái vị trí thông bàn cờ. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính của căn nhà lại một lần nữa và di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho các chàng về một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp này. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng vỉa hè khoảng độ 2m để mình để xe gắn máy. Di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly và hai bên thì mình có hai cái bình hoa trang trí cũng như hai mảng cây xanh. Và đây là khu vực không gian ở dưới tầng trệt căn nhà. Thì được anh chị nhà thiết kế khu vực ở phía bên ngoài thì mình có thể là mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán thêm ở khu vực phía bên ngoài. Và khu vực này thì nếu gia đình mình có xe hơi thì mình có thể để vào bên trong căn nhà, rất là rộng rãi, thoải mái. Sàn nhà mình thì được lót gạch đá bóng kính 80 cũng như có đổ bê tông để mình để xe hơi không sợ bị lún. Hai bên tường thì mình sẽ có những cái mảng chỉ nổi trang trí, những cái mảng giấy trang trí rất là đẹp. Và một cái phong cách được anh chị chủ nhà thiết kế phải nói là rất là đẹp và rất là khác lạ so với lại những căn nhà khác. Đặc biệt của căn nhà này thì được anh chị chủ nhà thiết kế khu vực ở dưới tầng trệt này, anh chị để trống để mình có thể kinh doanh buôn bán như làm phòng khách hoặc là mình cho thuê cũng như làm phòng khách dưới tầng trệt, khu vực để mình có thể vừa ở vừa kinh doanh. Với căn nhà được thiết kế nhà vệ sinh ở phía sau và không gian ở dưới tầng trệt thì để gia đình mình sử dụng tùy vào cái nhu cầu sử dụng của từng hộ gia đình cũng như từng cá nhân. Và tiếp đến này mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1, mình sẽ đến với lại khu vực trọn bộ của phòng khách và phòng bếp. Với căn nhà có bề ngang lên đến 4m1 và chiều sâu căn nhà lên đến 17m được anh chị nhà thiết kế full nội thất rất là đẹp. Thì quý nhà đang xem video cũng như cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý nhà đi xem. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và với mẫu kiến trúc mang phong cách của Tây Âu. Khu vực phía bên trên phòng khách phía trước mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi. Hai bên tường mình có những cái mảng giấy dán trang trí, cửa sổ đi ra bên ngoài, gió và ánh sáng, cửa đi ra ban công.
Và không gian phòng khách khu vực phía trước lầu 1 thì được các chủ nhà thiết kế rất là rộng và rất là thoáng cũng như rất là mát. Có những cái mảng giấy có những cái tấm CNC được cắt những cái lỗ nhỏ li ti rất là đẹp. Và phía sau là không gian phòng bếp căn nhà, mình có một bộ bàn ăn được các chủ nhà sắm sẵn để tặng kèm, cũng như tủ bếp, kệ bếp, và đặc biệt mình có một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, phòng bếp tại khu vực lầu 1 của căn nhà. Với một cái giếng trời thông từ trên sân thượng xuống để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và với một căn nhà chỉ có bề ngang lên đến 4m1 và chiều sâu căn nhà lên đến 17m thôi, nhưng được anh chị nhà xây dựng hết đất, cho nên là công năng sử dụng của căn nhà mình rất là rộng bên trong. Mình sẽ có gara để xe hơi, khu vực dưới trệt, phòng khách ở dưới trệt, và lầu 1 có thêm phòng khách chính và phòng ngủ, phòng bếp ở phía sau. Và di chuyển lên khu vực lầu 1, mình sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phan Văn Trị, ngay ngã ba Phan Văn Trị và Thống Nhất, thuộc phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sát bên là chung cư Hà Đô và khu Cityland thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với một căn nhà được thiết kế theo phong cách Tây Âu rất là đẹp và đã được các chị chủ nhà full nội thất tặng kèm. Và chỉ với giá 12 tỷ 450 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất bên trong. Khi quý nhà mua căn nhà này, với một căn nhà được thiết kế mỗi phòng ngủ mình sẽ có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện và rất là thoải mái cũng như rất là thoáng mát. Với cầu thang căn nhà mình thì được thiết kế bậc cầu thang rất là thấp để mình di chuyển lên trên lầu rất là thuận tiện. Với căn nhà có tới 4 lầu. Đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Mỗi phòng ngủ mình có nhà vệ sinh, cửa sổ riêng, lấy gió và ánh sáng. Căn nhà này thì đã có sổ hoàn công đầy đủ rồi, cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì mình có thể ra công chứng sang tên trong ngày, cũng như về nhận nhà và ở ngay trong ngày. Và chỉ với giá trên dưới 12 tỷ là khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà nằm sát với lại khu Cityland, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và sát bên là gần với lại chung cư Hà Đô. Và đặc biệt căn nhà mình thì nằm rất là gần trung tâm thành phố, gần ngã 6 Gò Vấp, và rất là gần nhiều với lại nhiều tiện ích như trường học, bệnh viện cũng như siêu thị rất là nhiều. Xung quanh căn nhà mình thì được hội tụ rất là nhiều tính năng cũng như công năng sử dụng. Với một căn nhà được thiết kế mang phong cách Tây Âu và chỉ với giá hơn 12 tỷ thì quý nhà hãy nhanh tay liên hệ để gia đình mình có thể sở hữu một căn nhà vừa ở vừa cho thuê cũng như rất là tiện lợi này. 4 phòng ngủ chính được các chị nhà thiết kế, và đây là không gian phòng ngủ mà anh chị đang trừ ra, anh chị chưa có gắn chưa có sắm nội thất, cũng như anh chị có làm riêng cho mình một cái cửa riêng biệt để mình có thể sử dụng để mình làm phòng ngủ hoặc là mình làm phòng thờ ở phía bên dưới này thì rất là thuận tiện. Nhà vệ sinh không anh chị không có bỏ vào bên trong không gian phòng ngủ căn nhà. Và phía bên trên thì mình sẽ có hai cái sân thượng rất là lớn được anh chị nhà thiết kế để mình có nhu cầu muốn làm view cà phê sân vườn hoặc là không gian giải trí ở phía bên trên sân thượng thì anh chị đang để trống. Với một cái căn nhà nằm sát với lại trục đường Nguyễn Văn Lượng, quán karaoke, khu Cityland, quận Gò Vấp và chung cư Hà Đô. Di chuyển ra khu vực phía sau là mình sẽ đến với lại khu vực không gian
Cũng như đường Phan Văn Trị phía sau căn nhà mình, và bên hông lại là đường trục chính của đường Thống Nhất. Căn nhà mình thì nằm trên ba con đường chính đều di chuyển cũng như dẫn vào căn nhà mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.